anh cho em hỏi là mình chi chị bệnh gì anh? Anh có thể kể vài thứ được không? Anh thì chị câm điếc nè mày, với thói quá cột sống rồi đó, nhức mỏi đó, với mấy cái đứa mà bị cong queo tay chân đó. Tính giờ anh quá xìu rồi anh, chị bệnh gì là anh quá xìu hẳn rồi, rồi anh dễ vừa kiếm người nha anh. Dễ hẹt không mày. Anh có thể chia sẻ cái người bị câm điếc mình chỉ làm sao mà cho người ta nói chuyện được anh? Câm điếc phải không? Câm thì tao nắm lử tao lôi ra, còn lỗ tai tao tán cho lùng bùng vậy đó. Sợ quá nói à. Dễ vậy luôn anh? Dễ hẹt à. Gọi như mấy người già phải nhức mỏi bị thần kinh to rồi làm sao? Nhức mỏi còn dễ nữa. Tao nhắn tao trắng, đau quá rồi cũng phải đứng dậy đi à, là hết bệnh luôn à. Nói không hết là tao nhắn nữa sao? Ồ, mấy cái bệnh nhân mà dị tật cong queo tay chân làm sao? Em thấy mấy cà nó khó chị à anh. Cong queo tay chân còn dễ nữa. Tao nắm tao kéo cho té đái luôn. Vậy luôn hả anh? Trời ơi vậy? Rồi đau quá phải nói hết thôi. Anh chị hay vậy rồi, lúc này anh còn hành nghề không hay là anh làm nghề gì rồi? Lúc này em lên mạng em trông anh quá trời mà không thấy làm. Giờ anh nghỉ làm mà cưng ơi. Sao nghỉ ổn vậy anh? Từ cái ngày mà chị Đại xuất hiện tới giờ là anh nằm yên luôn rồi. Chị Đại là ai? Anh có thể nói tên được không anh? Rồi mày hỏi chi vậy? Mày nhiều chuyện quá thằng quỷ. Cúp máy đi. Mệt mày quá.